đấy đang vào cái wiring Dạ. diagram này để vào xem bản đồ ấy mà nó không có nhỉ. Cái này nó không có đâu, không có wedding diagram đâu anh. Từ để em vô lại từ đầu cho anh nha. Ok, nhưng mà nếu mà thầy muốn xếp bản đồ nó làm nào, bài muốn À, xếp sơ anh đồ qua nào. bên kia, qua bên tài liệu eo sao bên kia kìa. Bên mấy bạn á. Tài liệu vừa ngoài rồi. Còn nếu mà mình mà dùng phải phần mềm chính hãng thì mới được đúng không? Dạ đúng rồi, nếu trong hãng nó có tài, nó có license, nó có tài khoản nó mới coi trên đây được. Con này là bánh rắc thôi, bánh rắc thì để chuẩn đoán thôi. À, ví dụ bây giờ vô đây nè. Nghe thì mình cứ đi tìm. Đang xài cục mẹt hả anh? Đúng rồi. Mẹ cơ mấy anh kia cài là chỉ cài cài chuyên cho mẹ thôi. Nhưng mà anh hỏi cái thằng kia ấy, nó bảo nó cài cho phần mềm chính hãng đấy. Phần mềm nào chứ anh? Phần mềm Vulkan này này. Thì đây nè, phần mềm chính hãng nè. Nó bảo là mà nó bảo là mai để nó bảo tăng kỹ thuật nó cài cho mình cái phần mềm chính hãng ấy. Thì phần mềm này là em phần mềm chính hãng đây chứ đâu, Ừ, nó cũng thế là nhưng rắc, mà cũng là bàn rắc thôi à chứ thế nhưng không. mà chứ còn mình không đọc được cái sơ đồ đấy là cái đấy là mình phải mất tiền để login vào thì nó mới được đúng không? Đúng rồi, mà không có nào login được đâu, không có nào login được đâu, chỉ coi sơ đồ thôi, với là sơ đồ thì anh coi trên Elsa Win thôi. Vào cái đấy Mấy thằng dealer hãng là nó sẽ vô, nó sẽ có tài khoản nó đăng nhập vô. ok. Khi nào mà xe mà anh mà cần cần tài khoản đăng nhập, cần làm á thì đăng nhập á thì alo em. Đây là mình vào là mình phải vào từ đầu như thế này luôn à? Không 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 cần đâu, bây giờ nó vô nó nhận được trên này là được rồi. Nhận USB với này. Nhìn nó như vậy là ok rồi nè. Kết nối được với xe USB. Với là hiện số vôn đây là nó đọc được số VIN ra nè, thấy không? Rồi, Đó là anh bấm vô đây. rồi sẽ tự nhiên. Rồi anh continue. Do cái nó hỏi là nó không có đọc được trạng thái của chìa khóa. Mà nhiều xe nó cũng nó bị như vậy á. Rồi anh chọn dòng xe, đời xe, rồi anh chọn mã động cơ. Cái kia là 2 chấm rồi. Ừ, nói chung là cái này cũng anh chọn chính xác thì càng tốt, mà nếu mà anh không làm liên quan đến động cơ á, không có liên quan đến coding RAM á thì chọn đại cũng được. Rồi tới đây đúng không, nó hiện nè, xong anh chọn chữ no ro nè. Đó, anh theo dõi cái dòng ở dưới đây nha, nó chạy tới đâu, nó đang chạy nè, anh bấm vào chữ no ro. Bây giờ nó đang bắt đầu đọc dữ liệu từ hộp gateway này, các danh sách các hộp nè. Cái bọn máy đa năng nó đọc nhanh nhỉ? Dạ, máy đa năng thì nó làm trực tiếp hơn luôn, còn máy này thì làm theo quy trình của nó. Máy đa năng nó sẽ kết nối trực tiếp với hộp luôn rồi nó đọc ra luôn.
Nhưng mà máy đa năng á, thì nó chỉ là đọc lỗi rồi ấy thôi, chứ còn nó không có hỗ trợ về về chẩn đoán. Rồi. Làm những cái ban khó thì nên dùng máy chính hãng sẽ ok hơn. Đây ví dụ như con Volkswagen này này, nó đang bị bệnh đề dai, mà xe nó đi làm máy ở bên ở bên một hãng mẹt rồi mà vẫn không được, nó làm cả máy này. Đề ra là lúc máy nguội hay là máy nóng rồi cũng vậy à? Đề nóng người nguội, đề nó dai lắm, thỉnh thoảng nó dài lắm nó mới Lâu lâu lỗi, mới bị ha. không nó bể liên tục này, nó ra một đống lỗi này. Để tí em đọc lỗi rồi em coi thử. Nó có cả, nó đang báo cả con cảm biến trục cơ đấy, mà bọn nó thay hết cả cảm biến mới rồi mà nó làm cả máy rồi. Nếu báo cảm biến trục cơ là khả năng là sẽ đề dai, rất là dai, nó mới nổ. Đúng rồi đấy, nhưng mà nó thay cả mới rồi không được. Chỗ anh có máy đo xung không? Máy đo xung á? Máy đo xung không có, cần thiết thì phải mua. Làm cái này phải có máy đo xung rồi, tại vì vậy nè, anh phải đọc cái data của cảm biến tốc độ động cơ, coi cái dải xung của nó. Để xung của nó mà nó không đều là hỏng đúng không? Trong cái dải xung của nó sẽ có một cái khoảng nghỉ. Nếu như mà cái chu kỳ của nó mà nhiều hơn một khoảng nghỉ là nó có vấn đề. Có thể là do vọng từ có vấn đề, hoặc là do khoảng cách cảm biến, hoặc là có thể do cảm biến, hoặc nữa là do dây dẫn. Còn tiếp theo nữa, nếu mà không ấy nữa là do hộp thôi. Nhưng mà để chính xác nhất đó là anh phải đo cái tín hiệu xung nó chạy về tới chân hộp đó là như thế nào. Rồi lại đặt tiếp bên Trung Quốc một cái, nó sung nó rẻ mà mấy cái đồ đỏ Thường vừa mua bên Trung thường Quốc là rẻ lắm. nếu như mà cảm biến tốc độ mà nó cảm biến tốc độ động cơ mà nó báo sai á, thì nó sẽ lấy tín hiệu cam để nó đánh lửa, nên đề nó sẽ dai. Có khi nào nó đặt cam sai nó bị gì nhỉ? Nút cam sai thì cũng có thể đó, nhưng mà Mà nếu bây mà giờ cam sai thì anh đo áp suất hơi nó đủ là ok. cam sai sai một mắt thôi thì làm sao biết được, hoặc có lệch một tí thôi. Lệch một tí thì nó rung nó bỏ máy thôi, chứ đề dai nó không có đề dai như vậy đâu. Nếu mà cái lệch con thì B cái con B cái con B lần trước vẫn vẫn chưa sửa được cái bệnh đấy, bị sao anh? cái bệnh mà mình ga lên trong đi nó rung rung quay thật, con thì quay thật. Giờ nó chạy xong rồi nè, nó Ok từ từ đợi xíu để nó chạy hết, anh coi cái rồi nó vậy là xong rồi nè. Giờ trong trong danh sách này nè, đó có một tức là những cái hộp nào mà đọc nó hiện chữ lên là nó hộp nó đọc được, còn những cái hộp nào mà nó ẩn như vậy nè là có thể nó không giao tiếp được, hoặc là cái xe này nó không có option đó. rồi Đó, anh cứ những cái hộp mà đỏ là nó sẽ có lỗi. Rồi anh muốn coi danh sách lỗi của nó, anh bấm vào đây nha, rồi anh bấm vào Control mức đồ nè, rồi anh bấm vào DTC Manolith nè, để anh coi danh sách lỗi xe này có bao nhiêu lỗi nè. Hoặc là anh bấm vào network diagram nè, để anh coi cái sơ đồ cây của hệ thống nè. Đó, anh click vào để anh coi tên của nó. Đó, những cái hộp nào mà nó đen á là nó kết nối được mà không có lỗi. Hộp nào đỏ là đang có lỗi đó.
bây giờ trong cái phần mềm Audi nè, nó sẽ ví dụ khi mà anh đọc lỗi ra rồi đúng không, nó sẽ Rồi. tính cho anh một cái test plan. Test plan đây có nghĩa là gì, tức là ứng với cái lỗi đó thì nó sẽ đưa ra cái hướng dẫn nè. Ví dụ như anh bấm vô cái test plan này nè, anh không biết là tại sao nó đưa ra cái test plan này đúng không. Cái test plan giống như là cái hướng dẫn cho cái lỗi đó đó. Anh Hiểu không không? biết cái giả sử như giờ anh bấm vô đây, anh coi danh sách lỗi của hộp động cơ nè, nó nhiều vị trí nè ha. Ví dụ như giờ mid-file với áp suất nhiên liệu nè, rồi mối này tương quan giữa trục cam với là trục trục hiệu sensor band 1, tức là nó đang có sai cam đó. Sai cam, Đúng không? Sai cam đúng không? dạ đúng rồi, đang báo sai cam band 1 Đấy, anh đang nè. nghi anh bảo bọn này làm máy ông lắp này là mẹ Dạ hãng mẹ mà làm ăn này chết nhỉ. dạ cái này chắc cũng hên xui. Dạ bây giờ mình cái hướng mình bây giờ mình coi, khi mà mình vô mình test xe mình sẽ coi tổng quan xe có bao nhiêu lỗi nè Rồi. đó, rồi coi hộp túi khí nó cũng đang lỗi gì nè đó. Mình coi qua một lượt, coi qua một lượt xong rồi á, mình giờ mình muốn xử lỗi hộp động cơ đi Rồi. thì mình vô cái phần test plan này nè Rồi. đó. Anh giờ anh không biết, anh không biết cái nào là của lỗi động cơ đúng không. Anh bấm vô cái mũi tên này nè, Ok. nó sẽ chọn xuống đây là lỗi nhiệt độ động cơ thôi. Anh không muốn kiểm tra thì anh bỏ qua, anh Rồi. kiểm tra cái này áp suất nhiên liệu. Và cho mình Áp liệu. suất nhiên liệu thì nó cũng có khả năng đó, cái này nó sẽ chỉ cho anh cách kiểm tra con áp suất nhiên liệu đó. Đâu để cách Đây cách nè, cách kiểm tra này nhỉ. thì bây giờ nó đang báo lỗi áp suất nhiên liệu đúng không, Ok. thì cái test plan này nó sẽ chỉ cho anh cái cách kiểm tra cái con đó. Nên nào bây giờ em làm test thử trước cái này ha, Rồi ok. rồi anh chọn vào đây Ok. xong rồi anh tiến hành test nè, perform test nè. Rồi. Rồi thì trong này nó sẽ là tiếng Anh thì anh phải đọc từng bước. Ví dụ như trong này nó kêu là kiểm tra những cái bước sau, rồi kết nối tool như thế nào đó, này không không quan trọng. Bấm ok continue, rồi nó kêu anh là kết nối máy chẩn đoán và bật công tắc on lên, rồi continue. Rồi xong rồi nó ra cái bước này, nó kêu anh là mở cái manual group 24 nếu cần thiết đó, tức là trong cái manual của cái xe này là group 24 nếu cần thiết thôi. Giờ nó bước tiếp theo là nó sẽ nghe hoặc là chạm vào cái con này nè, nếu nó active hay không. Hồi nãy là nó kêu là anh bật on công tắc thôi đúng không, Đã, thì tắt off bật on, anh bật on thôi, tắt off bật on. Rồi trong cái khung của cái này á, nó có một cái phần ví dụ như đây nè đó, anh nó chỉ cho anh cái vị trí của cái con solenoid đó, tức là cái con này giống như là con điều khiển van cao áp rồi đó. Rồi. Rồi anh bước tiếp theo nó kêu anh nghe nè, nghe nghe hoặc là chạm vào để xác định là nó có hoạt động hay không. Rồi, giám sát kiểm tra ban đấy Đúng rồi, hoạt động. rồi anh Ok. nó bấm continue nè. Nó kêu là anh nổ máy, xong rồi anh tắt máy, xong bật on trở lại. Đó, rồi ok ha. Em tức là nó trong cái quy trình vừa rồi là nó chỉ cho anh chạm vào hoặc là anh nghe coi cái van chỗ đó Hiểu nó hiểu có hướng hoạt động hay hướng dẫn không mình á. làm đúng Dạ không? đúng rồi. Đó. Đó. Ok.
Rồi ăn bật on này, ăn bật on này. Tắt bật như thế xong là mình xem ở ngoài nó có hoạt động Dạ không đúng đúng rồi, đúng rồi. không? Ok, xong. Đây là hướng dẫn kiểm tra cái lỗi đấy. Rồi ăn nổ máy hả? Đang nổ máy, đang nổ máy. Anh tắt tắt off bật on thôi, tắt off off máy luôn, off động cơ luôn. Rồi, bật bật thôi. Dạ. Nè, Tín hiệu chuyển hóa tắt bật. Thông tin với xe. rồi cái tới đây nó không có đọc được trạng thái của chìa khóa nên nó không có làm bước tiếp theo được đó, nên nó sẽ cancel. Rồi đó nó chỉ vậy thôi. Tiếp theo nữa có thể là nó sẽ chỉ đo chân pin gì đó, nhưng mà tùy một số thôi, con số gain nó tới đó. Rồi tiếp theo giờ nó lỗi tiếp theo là nó phát hiện mid file nè. Bốn Mid mười file lẻ đó tám thì giờ những cái này là nó chỉ cho anh xác định mid file. Rồi anh nhấn bấm xuống mid cái nào tiến hành test mid file nè. Rồi nó kêu anh là đo đo compression, đo áp suất buồng đốt. rồi. Rồi cái này là chỉ cho anh kiểm tra mối tương quan giữa cam và trục hiệu nè. Đó, bây giờ anh tiến hành test nè. Nó kêu là mấy cái cầu chì là đầy đủ ok hết đúng không? Rồi nếu mà cái động cơ mà nó không nổ được á, thì kiểm tra cầu chì theo cái guiding diagram. Giờ cầu chì nó ok hết thì anh chọn Z. Đó. Rồi kết nối chẩn đoán xong rồi Và chìa khóa. rồi trong này nó sẽ kêu anh là kết nối cái tool của nó đó, cái tool để mà đo đo tín hiệu á. Thì giờ anh không có tool, có tool thì anh bấm Z, không có tool nó bấm no đó. Nó kêu là nó không thể tiến hành Bước tiếp bước theo. tiếp theo với không nếu mà không có cái oscilloscope Ok. đó. Đó thì trong này nó tự kiểu như là nó như vậy, nó chỉ cho anh cái hướng để anh làm thôi. Đó, ví dụ như mid file recognize này đó, anh bấm vô cho anh test đó. Rồi anh nó kêu anh nổ máy và để idle. Chế độ không tải đúng không? Dạ đúng rồi. Anh nổ máy chưa? Nổ máy chưa? Dài lắm. Rồi, rồi mới lộ. Dạ. Chắc cũng sai cam gì đó. Rồi. Giờ nó đang đếm mid file nè. Đó, cái này chắc là bị sai cam rồi đó. Hãng mẹt mà làm sai cam nhỉ? Này mai anh đo thử áp suất buồng đốt với là cân lại cam thử coi. Đang bỏ máy nè, máy đang rung hả? Dùng lắm. Dạ. Bỏ 12, 14 mà. Dạ. Rồi anh đọc trong này nó kêu là có hai lỗi trong quá trình kết nối với hộp động cơ nè. Nó kêu anh phải kiểm tra. Redo tức là redo lại cái mid file này. Rồi, tức là mình cũng đang biết là nó đang mid file rồi đó.
Rồi đó, máy 2 với máy 4 là đang mid file nặng này. Mà đi mà tay này nó sửa con máy này ở đấy mẹ bọn nó tính 91 triệu mà xong vẫn không được, mà nó vẫn lấy xe được, hỏi thật. Rồi đó là những cái phần function về test plan. Ok. Đó rồi ví dụ như anh muốn đọc cho vô đây về những Vị cái trí sẵn. vị trí document của nó này. Những cái wiring diagram này là nó phải có tài khoản. Đó là nhìn nó chỉ những cái cơ bản thôi. Rồi anh hiểu. Cái kia là mình phải mở sơ đồ của bọn này. Sơ đồ chết của mình kia. Dạ đúng rồi. Đó. Anh ví dụ như anh bấm ra mấy này anh muốn trở về anh bấm vô diagnosis nè là ra cái khung ở này. Rồi có diagnosis này tức là nó cũng là chẩn đoán nhưng mà cái function nó là ấy hơn là nó trực tiếp vô hộp hơn, nó sẽ nhanh hơn. Còn ví dụ như anh giờ em muốn xóa lỗi EBS đi thì em bấm vô đây xong rồi em chọn DTC memory nè, xong em bấm vô đây đó. Đó là ra đây xong rồi em bấm xóa nè, bấm xóa xóa đây sẽ xóa nhanh hơn đó, xóa. Còn update lại thì anh update lại đây đó. Còn muốn trở về thoát cái function ở trong cái function này anh bấm vô control module nè, xong anh muốn thích chọn cái nào, ví dụ như anh muốn chọn cái hộp động cơ đi, anh muốn là làm gì với nó, trong này nó có nhiều nhiều function lắm nè, coding adaption memory đọc value, nhưng mà cái chức năng này á mình nó không sử dành dụng tại cho giống như là anh chuyên hơn. Còn bình thường thì anh nên sử dụng cái tab này nè, như cái tab này đúng không, giờ ví dụ như anh muốn đọc data của hộp động cơ đi thì anh bấm vô đây, bấm chuột phải xong rồi anh bấm vô guide function nè, rồi trong này nó sẽ có đây read read mensurable value nè đó, anh bấm vô đây anh run đó là nó ra cái test plan nè, read cái procedure anh read, bấm số 1 là để đọc giá trị, nó sẽ đi ra một danh sách, anh chọn giá trị nào anh muốn coi thôi, ví dụ như anh muốn coi tốc độ động cơ anh có thể search ở đây. Mới cho anh hỏi nữa, ví dụ như còn mình biết được cái giá trị chuẩn của xe thì là phải đọc trong tài liệu chứ đúng không? À, có thể là nó hiện ở đây luôn Không, giá trị chuẩn đấy, giá thì trị tiêu chuẩn đấy. nó hiện ở đây luôn nè, để nó so sánh, có thể là nó hiện ở đây để mình so sánh ở đây luôn Đấy, thì anh đang hỏi là ví dụ mình nè. đổ máy kiểm tra. Em chọn một số cái, chọn đại một số cái đi tại cái này nó nhiều nhiều data quá nên mình xài quen rồi mình mới dễ. Đúng rồi. Nó có bên này có giá trị target với là ấy nè anh, còn bên này khoan, khi mà anh chọn ra đây thì anh bấm start update nè Đang thì nó sẽ đọc ra vehicle speed nè, rồi audio, có một số cái nó đọc có một số cái nó không đọc được. Giờ anh bật đèn xi nhan thử ra,
đó nó có nhảy được này, chọn giá trị khác. Tại cái này nó đưa ra tất cả các signal luôn, nó không có giống như máy chẩn đoán đa năng mà nó cập nhật liên tục. Con này muốn muốn xài cái nào á thì mình phải chọn. Rồi nó vậy ha, rồi anh chọn cancel, rồi anh chọn stop, xong ấn ok, xong anh complete, xong anh bấm số 2 là end. Rồi đó, ví dụ như anh dỡ không, cái này là hộp body chứ không phải hộp động cơ. Ví dụ họ có hộp động cơ nè, rồi trong này nó có nhiều function như adapt function rồi tùm lum thứ hết đó, đó nó sẽ ấy hơn. Rồi reach vô đây. Rồi coi tốc độ động cơ nè, khí nạp nè, rồi oxy sensor value đó, em mình chọn đại đi. Rồi start update nè, nhiều cái giá trị nó sẽ có giá trị target bên này, còn nhiều cái nó không có, nên cái này giờ phải dựa vào kinh nghiệm của mình với là phán đoán mình thôi. Chứ trong tài liệu kia nó cũng không có chỉ cái nào là target bao nhiêu đó, tại vì cái này nó vô định mà. Đúng rồi, là thế đấy. Nếu mà nó có cái gốc cái thì là mình, Dạ, tức là cái phải tiêu chuẩn của nó. dựa vào kinh nghiệm của mình. Ví dụ như mình thấy giá trị này trong khoảng là ok thì mình cái đó là do kinh nghiệm của mình thôi. Chứ còn giờ tài liệu nó cũng không thể nào đưa ra cái con số nó trong khoảng bao nhiêu đối với giá trị tốc độ động cơ được. Rồi mấy cái giá trị cảm biến oxy rồi các thứ nó cũng vậy, khối lượng khí nạp rồi nó là giá trị nó đo mà. Một số hãng thì nó sẽ quy ước luôn, nó sẽ có giá trị khoảng, trong khoảng đó nó sẽ là ok đối với điều kiện đó, nhưng mà tùy theo hãng thôi. Nên cái này mình cũng không thể, mình làm đa năng mà, nên đụng sao mình dựa vào kinh nghiệm thêm nữa. Dạ rồi continue, rồi kết thúc cái đó. Ví dụ như giờ anh muốn học lại cái gì đó đi, thì trong này nó có adaption nè, bướm ga nè, intake manifold nè, đó nó vậy thôi. Là học lại đúng không? Dạ học lại. Rồi xong rồi tiếp theo special function nữa, tức là special function ở trong này nó sẽ liệt kê tất cả những cái function nào mà của cái xe này có thể làm được. Một số cái thì nó sẽ đòi hỏi account, còn một số cái thì có thể làm offline được. Ví dụ như xe mà thay hộp Volvo thì nó cần phải có RT software nè, hoặc là coding online, hoặc là IMO đó, hoặc là khi mà anh đảo hộp này qua hộp xe này qua xe khác á, thì nó sẽ có những cái component protected nè, nó sẽ báo cái lỗi đó, và nó nhiều hộp nó sẽ quá nó không cho hoạt động á, thì mình phải vô mình gỡ nó đó là trong này. Còn còn ví dụ như giờ anh muốn thoát ra để anh xóa lỗi đúng không, thì giờ em thoát ra để em xóa lỗi, cho em chỉ cho anh xóa lỗi nha. Bên trong này á, nó sẽ có một cái phần lock, lock ở đây tức là nó sẽ lưu lại những cái gì mà mình làm, những cái lỗi có thể anh siêng á, thì anh lưu lại, bấm ok để chặn lên lưu, để bấm đây lưu cũng được, nó sẽ lưu ở trong cái data này. Em sẽ lưu vô đây đi. Em thắm vào đây rồi nó vậy thôi. Rồi bây giờ em thoát ra để em xóa lỗi nè.
Nếu mà anh muốn xóa lỗi thì anh bấm vào đây. Rồi. Thì nó hỏi anh là có muốn thoát, muốn kết thúc cái service này không? Anh kêu là có. Rồi nó sẽ kêu là cái test lane sẽ không được, những cái test lane sẽ không được complete nè. Và bạn có muốn là tìm nó tiếp tục, tìm nó không? Nếu mà không, nếu chọn no thì tất cả các memory sẽ bị xóa nè. Và tất cả các data sẽ bị xóa. Đó, khi mà anh chọn no á là các test lane với là các lỗi mà nó đã tính ra ở đợt trước á, nó sẽ xóa đi. Rồi. Đó, còn nếu anh chọn Z á, là nó sẽ trở lại cái trang nãy để mình chọn ran tiếp. Còn giờ anh sẽ chọn no, anh nhớ nha, anh nhớ cái này á. Chứ anh chọn sai là nó không xóa được lỗi đâu. Khi mà anh chọn no rồi á thì nó sẽ ở dưới này, nó sẽ chạy nè. Nó tại vì nó không đọc được trạng thái gì khóa nên nó hiện ra cái bảng này. Anh bấm continue đi. Ở dưới này nó cái thanh trạng thái vẫn đang chạy. Đấy, giờ nó đang reset xóa lỗi nè. Sau khi mà xóa lỗi xong á là nó sẽ check lại. Sau khi nó check lại á thì nó sẽ hỏi anh một cái nữa. Rồi, tới đây là nó sẽ hỏi anh nè. Các lỗi đã bị xóa nè và các lỗi mà nó mới đọc lại á. Thì anh có muốn là calculate new test lane không? Tức là những cái lỗi mà nó còn tồn đọng á, thì anh có muốn kiểm tra nó lại không? Tạo ra tính ra để kiểm tra tiếp không? Thì anh kêu là no á, no thì nó phần mềm sẽ thoát ra được thoát. Còn nếu Z á thì nó sẽ tính lại và quay trở lại cái trang chẩn đoán. Cái vòng vòng đọc vòng 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 đọc của nó. Dạ đúng rồi, giờ anh sẽ chọn no. No thì nó kêu là red light code must be generated. Cái chỗ này anh không cần thiết. Khi không thiết trong nhà máy thì nó làm cái này xong nó phải up lên server của nó, còn mình offline thì mình không cần. Đó, xong cái này nó sẽ up lên cái data của xe, up lên nhà máy á, để nhà máy nó biết xe này lịch sử như thế nào á. Rồi rồi Cái đúng này anh để chọn có no. hệ thống. Dạ đúng rồi, anh chọn thứ hai để thoát nè. Rồi next. Giờ nó kết thúc này. Là cái này phức tạp hết nhỉ. Dạ đúng rồi, nó phức tạp nên, nhưng mà biết xài rồi thì nó sẽ sửa, nó sẽ dễ hơn, Đúng nhưng mà rồi. phải rành máy tính một xíu. Thôi cứ để trường khoa học dần dần thôi, Dạ kệ chứ, phải phải cố gắng. dạ dạ Mình dốt thì mình học lâu, mình thông dạ minh học nhanh. rồi vậy là Ok ok ha ha rồi, ok anh cảm ơn nhá, để anh dạ lại ngồi nghiên cứu tiếp. dạ rồi ok anh Anh cảm ơn nhá, dạ dạ sáng mai anh chuyển đó. dạ rồi ok anh.